Lúc trước là nó nằm bên này. Đây là bị đụng cái đầu. Nội thất ở bên trong thì còn tương đối đẹp, chỉnh mẫn, nói chung nó đều. Ba cái đồ lặt vặt, rồi cái máy là chiêu trò thôi. Chứ không phải cái đợt trước ở lớp lên là nó nằm ở bên góc bên nhà bên kia để chạy được qua đây, mới tháo thôi, cái vết đó là vết mới tháo. 3-4 con vô luôn, 3-4 người coi được đúng không? Chưa coi gầm đẹp nè. Cốp lật, cốp này là cốp lật này, còn cốp qua bên đây là cốp trẻ, cũng sơn lại rồi. Technology Corporator Roman Japan. Cua lốp đẹp. Đây dầu này, bót lái hư rồi nè, có vẻ như bót lái hư rồi nè. Bản này asin này, nhẹ nhàng. Về lồi thường thường là bản đủ. À, không có chìa khóa. Còn về chìa khóa. Vô một cái chữ zin. Cho em một cái chìa khóa cái được. Cabo bị cấn rồi, nó bị bồng. Kính này còn zin. Zin. Cốp lật còn được cả cái còn ngót quá luôn. Bản đủ. Keo chỉ này đẹp. Keo chỉ đẹp. Bản đủ là nó mới có cái này nè. Cột kèo đẹp, còn dấu bấm luôn. Hai dàn lạnh. Công tơ mét thì 54 vạn. Chạy cũng ác chứ nha.
còn đẹp, tắp lô còn đẹp. Tắp lô còn đẹp lắm. Da còn zin luôn này. Da nguyên bản của nó. Da còn nguyên bản của nó này. Đấy, ghế hai dàn lạnh này, bên đây với bên này. Nội thất thì có mùi ẩm thấp rồi. Đó, còn cốp lật, còn cốp này. Cầu cũng chắc. Số ok. Cái này thì nó còn dễ gì nó hư. Còn cái này zin luôn nè. Về lồi. Đấy, kêu luôn nè. Để coi cái chỉ. Kính chỉnh điện. Kính chỉnh điện luôn. Kính chỉnh điện. À không phải. Kính chỉnh điện không? Không có kính chỉnh điện. Vẫn còn chỉnh bằng cơm. Đẹp, nghe cái tiếng cửa còn chắc lắm. Keo chỉ còn đẹp. Chỉ còn đẹp. Qua bên này. Này mất rồi này. Cấn đây nè. Araco. Vậy là con xe này nó có cái khóa chống trộm. Khóa chống trộm ngày xưa. Giống như cái một cái con lăng mà Alex mua được từ rất lâu rồi ở kho bạc nhà nước An Giang. Đúng, còn chắc lắm. Không có lắc lê. Đấy, nghe tiếng cửa thì ok. Keo chỉ đẹp. Da còn zin luôn. Lật đẹp. Lên đây. Coi nào. Mở nó ra. Ghế còn đủ nè. Hộp lực. Đây, quan trọng. Bán đủ là thường thường nó sẽ có cái này. Đẹp, con này thì sơn lại rồi. Có sơn lại rồi. Cục lực. Đó, bản đủ là nó thường nó sẽ có một cái dàn lạnh ở phía sau này. Con này đây. Gốc thành phố. 4WD. Máy lạnh xe hơi gì nữa đây. Trần trên còn đẹp lắm. Kính zin. Ôi, bộ đùm cầu ở dưới đây cũng dãy nhớt rồi. Số sexy thì không xét thôi chứ không phải là mục. Chung đẹp. Gầm. Đấy. Ừ, cầu số đồ này kia thấy cũng nhão hết rồi. Nhớ tờ le này.
đi không ai chăm sóc. Con này về dọn nhiều lắm, nhiều việc phải làm lắm. Số cầu đẹp à, số khung đẹp. Cái này nó đang còn đẹp lắm. Cái máy ở trong thì chỗ này thì thấy khô ráo sạch sẽ, mà không biết thế nào. Cầu ai xin này, cầu ai xin còn ngon. Có cái cầu trước này, cầu cứng đây. Cầu cũng hư phốt hết rồi. Hư phốt hết rồi. Quải chí ơi, quải chí anh hùng. Nản chí anh hùng. Đây. Cấn cabo này bị cấn. Cấn này, ở đây này, nằm lại nó mới bùng. Xe đi rừng. Ấy chà. Ghê không? Có ti luôn kìa. Ti này là ti zin chứ đâu phải ti chế đâu. Ti zin đấy. Rồi tháo banh luôn rồi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Tháo banh hết cả bộ máy rồi. Tháo banh luôn cái bộ bô e thuộc bô đây rồi. Bành hết luôn. Đừng nói bay luôn con heo dầu nha. Tháo bành luôn heo dầu. Tháo bành luôn heo dầu rồi. Con này thì cũng làm máy một lần rồi sao. Ốc chân. Ốc chân máy rồi. Chân máy này. Ốc chân máy đẹp. Máy này đẹp lắm. Máy con này đẹp này. Zin thì không phải zin đâu. Máy đẹp. Máy đẹp. Máy đẹp. Cái đầu cabo cấn này. Cấn hết cái cabo luôn rồi, thay mảng cái cabo chơi về. Về là phải thay hết cái cabo luôn. Cấn rồi nữa thôi. Dằn đầu nó dằn. Cái dằn đầu cấn nhìn thấy liền. Cấn. Chào cô. Bay hết luôn rồi, mất hết luôn đồ luôn rồi. Xe chứ chạy cổ. Tháo rồi thì người ta cũng mua, mà không tháo thì người ta cũng mua, lúc mà giao cũng phải giao đủ à. Giao không có thiếu một con ốc nào đâu.